ship hàng bị mắc mưa, nhìn nụ cười ngây thơ trên môi bé gái khiến ai nấy xúc động. Trong màn mưa lất phất, cô bé cùng cha đi giao những đơn hàng cuối cùng trong ngày. Ngồi gọn trong lòng cha, ủ mình trong chiếc áo mưa đã bị gió lùa rách hơn một nửa, làm lộ ra bên ngoài một gương mặt thiên thần cùng nụ cười hồn nhiên thánh thiện. Trong niềm vui sướng tột cùng, cô bé còn thích thú khoe với mọi người về những món quà bánh mới vừa được cha mua cho. Thỉnh thoảng những giọt mưa bay lạc vào đôi mắt trong ngần của em, làm cho em phải quay mặt đi chỗ khác. Nhưng sự ngây thơ của cô bé đã khiến cho bao người xem qua đều xúc động. Cha to! Cha to nữa! Trời ơi! Em ơi, em tặng cô một hộp thôi, mẹ nạt thôi! Vừa chạy xe, vừa tâm sự với con về những ước mơ trong tương lai, nụ cười của người cha hòa với tiếng cười của con gái. Nhưng liệu có hay chăng những giọt nước mắt xót xa của người cha đang hòa với những giọt mưa đang bay lất phất ngoài trời kia? Một bài bình luận được cộng đồng mạng để lại sau khi xem qua khoảnh khắc đầy ấm áp của hai cha con. Tuổi thơ của con chỉ cần đơn giản như vậy thôi, có khi con sẽ gắn bó với những kỷ niệm này đến suốt đời luôn ý. Người xem chỉ thấy nụ cười của anh và bé, có mấy ai thấy được nước mắt anh đang hòa vào mưa. Không hiểu sao cứ xem video là rơi nước mắt, nhìn nụ cười hồn nhiên của bé tự nhiên cảm thấy ấm lòng thật sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.